Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Nguyễn Phương Hằng 53 tuổi, tẩm giám đốc công ty cổ phần Đài Nam và 4 đồng phạm do xúc phạm danh dự của 10 người. Cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã không kháng cáo. Bất ngờ hơn, Tại phiên phúc thẩm, dù không thuộc diện xét giảm án, bị cáo vẫn được tòa chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên giảm 3 tháng tù. Với hành vi lăng mạ phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Anh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ca sĩ Đà Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá bằng 3 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm tháng 9 năm 2023 bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã live stream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì. Tới khi bị bắt, bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng. Về lý do lăng mạ các cá nhân trên, bị cáo Hằng cho rằng do bị kích động khi hàng trăm người công kích bị cáo nên thấy bức xúc. Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh hưng và ca sĩ Viu Anh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo xin lỗi công khai tại tòa. Bị cáo Hằng đã từ chối yêu cầu trên và nói, một lời xin lỗi không phải là vấn đề, bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả, bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi. Khi bị tuyên án 3 năm tù bà Hằng tỏ ra mất bình tĩnh và suy sụp, tưởng rằng bà này sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không, bà chấp nhận mức án mà tòa tuyên và nhanh chóng đi thi hành án. Trong khi đó, các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo chủ tọa trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, bị cáo Quân là người có trình độ học vấn, am hiểu pháp luật nhưng đã tham gia hành vi phạm tội, tiếp thêm ý chí cho hàng vi phạm. Ba bị cáo còn lại có vai trò giúp sức nhưng hạn chế hơn, các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến môi trường an ninh mạng, gây ra những hệ lụy xấu. Vị chủ tọa cũng cho rằng các bị cáo tham gia với vai trò khác nhau, tòa cấp sơ thẩm đã xác định vai trò của từng bị cáo và phạt tù phù hợp với sai phạm của các bị cáo. Khi xét xử cấp sơ thẩm, bị cáo quân đã cung cấp giấy nộp 5 triệu đồng tiền bồi thường, thi hành án. Tại phiên tòa lần này, bị cáo quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tỏ ra ăn năn hối hận, cung cấp thêm chứng cứ gia đình có công với cách mạng. Ba bị cáo, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, mỗi người nộp 2,5 triệu đồng để khắc phục tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Ba bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nơi làm việc cũng có đơn đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Đây được xem là tình tiết mới, chủ tòa nói. Đối với Nguyễn Phương Hằng, mặc dù không kháng cáo, nhưng tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo tỏ ra hối hận, đã nộp tiền bồi thường tổn thất tinh thần, án phí. Vì vậy, hội đồng xét xử giảm nhà hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bốn bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Anh Quân mong hội đồng xét xử xem xét theo nguyện vọng của bị cáo trong đơn kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi mong hội đồng xét xử xem xét vì những việc làm trước đây không cố ý, không hại, không làm ảnh hưởng đến ai, bị cáo chỉ là người làm công ăn lương để kiếm tiền lo cho gia đình. Đến nay, bị cáo ý thức được việc làm là vi phạm pháp luật, xin hội đồng xét xử khoan hồng để bị cáo có thể tại ngoại chăm sóc hai con nhỏ. Còn bị cáo Lê Thị Thu Hà xin hội đồng xét xử xem lại tội danh và giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được hưởng án treo, ở nhà chăm lo cho con vì bị cáo là mẹ đơn thân. Bị cáo Huỳnh Công Tân mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo được hưởng án treo. Theo Tân, anh trai của bị cáo mới mất, hoàn cảnh gia đình đột ngột thay đổi, vì thế mong được nhận sự khoan hồng. Bị cáo Tân nói nếu bị cáo được trao cơ hội ở ngoài thì những điều bị cáo làm cho cộng đồng sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc giam bị cáo trong tù. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng cảnh báo Đảng ủy Tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng, Dương Đức Lân, nguyên bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng, tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Phạm Quang Phùng, bí thư chi bộ, vụ trưởng, vụ kế hoạch tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khiển trách ban thường vụ đảng ủy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020, và ông Trương Anh Dũng, bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng, tổng cục giáo dục nghề nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, bà Phạm Thị Hải Truyền, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, ông Huỳnh Văn Tý, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trước đó tại kỳ họp thứ 37 hồi đầu tháng 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận việc thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề ngoài ra còn vi phạm trong thực hiện các gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái aic thực hiện theo ủy ban kiểm tra trung ương những vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các nhân sự trong đó có ông Nguyễn Hồng Minh. Ông Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1960, có nhiều năm công tác tại Tổng cục dạy nghề, nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020. Mới đây, tại Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự, trong đó có công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về Ban dân vận tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bên cạnh đó, Ban Bí thư đã điều động chỉ định ông Trần Huy Phương, vụ trưởng vụ tổng hợp cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông Phương được phân công giữ chức thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và giới thiệu để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, về trường hợp của ông Nguyễn Công Thắng, vào tháng 10 năm ngoái, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã kết luận vi phạm của ông này. Theo đó, khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, hay có thể hiểu là giấy công nhận văn bằng giả và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch. Ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông tin nóng tại họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp cho báo chí, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng vụ xuyên Việt Oi khởi tố mới 3 bị can về hành vi đưa nhận hối lộ theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với trần duy đông phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương về tội nhận hối lộ ngoài ra cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt giam đinh tiến dũng kế toán trưởng xuyên việt oi nguyễn tấn long trưởng phòng kinh doanh xuyên việt oi để điều tra về hành vi đưa hối lộ Trước đó, liên quan đến vụ xuyên Việt Oi, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, 60 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Ông Lê Duy Minh, nguyên cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm bị bắt là giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình điều tra vụ án này. Về phía Xuyên Việt Oi, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 9 năm 2023. Trước đó, trả lời tại họp báo của Bộ Công an ngày 26 tháng 3 về vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại xuyên Việt Oi, hay còn gọi là công ty Xuyên Việt Oi. Đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 2 bị can bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 6 bị can bị khởi tố tội đưa nhận hối lộ, một bị can bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đại tá Phan Thành Bá nói, mới đây nhất Cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã khởi tố 4 bị can về tội đưa nhận hối lộ. Kết quả điều tra đến nay xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng, thông qua bán giá xăng dầu, quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan vụ án để thực hiện việc thu hồi tài sản sau này. Hiện đơn vị đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân khác có liên quan đến việc cấp giấy phép công tác quản lý thuế của công ty Xuyên Việt Oi và những vi phạm khác để xử lý theo quy định của pháp luật.